Một trận đấu nghẹt thở đúng không? Anh nói gì về nó? Vâng, nó là một trận đấu hay giữa hai đội mạnh với nhau. Một bầu không khí không thể tin được. Thật tuyệt khi được chơi hôm nay. Tuy nhiên, đó hẳn là kết quả khó chịu. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được nhiều điều hay ho, nhưng trước khung thành đối thủ lại không đủ tốt, nên nó gây ức chế, khó chịu. Nhưng đồng thời để nói, chúng tôi đã làm được nhiều điều hay ho. Chúng tôi phải chấp nhận vậy. Nói về những điều tốt đẹp, hẳn một trong đó là chuyện đã lấy lại được cân bằng ngay ở hiệp 1 đúng không? Vâng, cứ tiếp tục thôi. Tôi nghĩ ai nấy đều cảm thấy rằng chúng tôi đang chơi tốt, có được nhiều khoảng trống. Chúng tôi chỉ cần thêm thắt, cải thiện vài thứ. Về tổng thể, tôi nghĩ trận đấu hôm nay của chúng tôi là khá ổn, nhưng trước khung thành thì lại không đủ hay. Không khí trong phòng thay đồ giờ ra sao vậy? Vâng, tất nhiên là đang buồn chút, luôn là vậy khi thua trận. Nhưng chúng tôi biết là chặng đường còn dài. Chúng tôi đã luôn tự nhủ như vậy sau mỗi trận mình thắng. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, làm việc chăm chỉ và tính từng trận một. Giờ khi thua cũng vậy, cần trở lại ngay ở thứ bảy tới. Đó là chuyện quan trọng lúc này. Anh Hạnh cũng khó mà nghe được tiếng nói của mình trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân hôm nay phải không? Vâng, nó không thể tin được. Cảm ơn rất nhiều những khán giả đã đến đây, cũng như tất cả những gì họ đã làm để giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trao gửi lại họ điều gì đó. Đầy hy vọng họ sẽ vui vẻ ở thứ bảy tới. Nói về thứ bảy tới, hẳn khao khát lúc này là có được một chiến thắng. Vâng, tất nhiên đó là điều mà chúng tôi muốn sau khi thua. Điều tốt ở đây là trận tới diễn ra rất nhanh. Giờ thì phục hồi lại, chuẩn bị cho trận tới và chiến thắng. Chào Mikel, ông nói gì về trận thua? Arsenal phần nào đã tự trao cho đối thủ 3 điểm phải không? Đó chính là sự ức chế khó chịu, nhưng nó cực kỳ khó khăn để thi đấu ở đẳng cấp cao như vậy trước đối thủ hôm nay để có thể tìm được chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được và ở rất nhiều thời điểm chúng tôi đã ở trên cơ đối thủ. Nhưng khi mà để lọt 3 bàn thua như chúng tôi ngày hôm nay thì rõ là dâng chiến thắng cho đối thủ rồi. Đặc biệt nữa là khi chúng tôi không thể tận dụng được những cơ hội ngon ăn mình có hôm nay, trong khi sai lầm từ đối thủ là con số 0 tròn chính. Thật xấu hổ vì chúng tôi đã thực sự kiểm soát được đối thủ. Mikel này, chắc chuyện giữ tinh thần cho đội lúc này là quan trọng phải không? Khi đây là lần đầu tiên Arsenal thua ở sân nhà ở giải ngoại hạng mùa này. Giờ thì cứ tiến bước thôi. Chúng tôi cần nắm được lý do tại sao mình thua trận. Chúng tôi đã đánh mất chiến thắng. Tôi nghĩ vậy. Còn thì chúng tôi cần tiến lên, bởi vì màn trình diễn hôm nay đã rất tốt ở nhiều tình huống. Việc đội bóng của tôi có thể chơi ở đẳng cấp như vậy là một điều khó khăn. Chúng tôi đã phải chơi hết sức và đã làm cực tốt. Bầu không khí ở sân cũng rất tuyệt vời. Chỉ xấu hổ là chúng tôi lại không có điểm. Man City đã chơi áp đảo hơn nhiều trong hiệp 2. Nó xảy ra vì Man City muốn thế hay vì sự chênh lệch về đẳng cấp giữa cầu thủ đôi bên vậy thưa ông? Nó hẳn là tổng hợp nhiều thứ. Chúng tôi đã làm nhiều thứ đơn giản bị sai và khiến mình rơi vào khó khăn. Như lúc Gabriel đang ở ngoài sân, chúng tôi thì đá phạt nhanh và bất ngờ lại gặp vấn đề. Rồi thì chúng tôi đã để mất bóng ở những khu vực mà không để được mất bóng trước một đội như Man City nếu không muốn khung thành của mình bị đe dọa. Tình hình của Partey ra sao thưa ông? Sự mất mát sẽ mang đến ảnh hưởng lớn chứ? Chúng tôi không biết. Còn chuyện là vậy, là một phần của bóng đá. Không lý do lý chấu gì ở đây. Tôi nghĩ Jorginho đã chơi một trận thực sự hay và chúng tôi sẽ phải kiểm tra xem chuyện của Partey tệ đến mức nào. Chuyện của Partey là đột ngột diễn ra à? Vâng, rất dễ trước trận. Mikel này, hôm nay Arsenal đã chơi bóng từ phần sân nhà với rất nhiều đường chuyền ngắn. Liệu đó là ý đồ của ông hay là do các cầu thủ đã tự triển khai và thường xuyên chơi mạo hiểm như vậy? Khi lỗi lầm xảy ra như một hệ quả của sự mạo hiểm của chúng tôi, thì để nói những gì chúng tôi phải làm luôn có thưởng và phạt. Chúng tôi đã không nắm rõ những gì mình phải làm, đặc biệt là trong hiệp 2, khi mà đối thủ đã thay đổi sơ đồ và cấu trúc khác. Tuy nhiên sau đó, chúng tôi cũng đã vươn lên, tạo ra được nhiều tình huống, gây ra nhiều vấn đề cho đối thủ. Nên để nói nó luôn luôn cân bằng. Chào Mikel, tôi muốn hỏi về pha penalty. Ông có cho rằng Ederson nên bị thẻ đỏ? Tôi không biết, tôi chưa xem lại nữa. Pha bóng đã qua, không còn gì chúng ta có thể làm nữa. Mikel, ông có cho rằng việc ít xoay tua đội hình đã là một phần nguyên nhân khiến pháo thủ hụt hơi trong hiệp 2? Không. Như ông nói, là pháo thủ đã tự bắn vào chân mình với nhiều pha trong trận, nhưng ông có cho rằng có sự chênh lệch lớn về kinh nghiệm giữa hai đội trong các tình huống đó không? Tôi không biết là vấn đề có nằm ở kinh nghiệm hay là sự xui rủi. Tôi thì chưa thấy Tommy chuyền về như vậy trong vòng 7 năm qua. Vậy mà cậu ấy đã mắc phải hôm nay. Bóng đá là vậy. Và rõ thì đối thủ đủ trình độ để trừng phạt bạn. Không biết Tommy Yasuo lúc này ra sao rồi thưa ông? Chắc hẳn rất buồn bã với sai lầm của ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ đều đang buồn bã lúc này, đặc biệt là khi họ biết rằng chúng tôi có thể chơi hay hơn nữa hôm nay để có kết quả khác hơn.
và chúng tôi đã biếu cho đối thủ trận đấu. Đã có chút bất ngờ khi ông cho Tomiyasu xuất phát hôm nay. Lý do là gì vậy thưa ông? Vẫn là một câu chuyện cũ, như lần cậu ấy ra sân trước Liverpool ở đây và chúng tôi đã thắng. Mikel này, như vậy là đã 4 trận trên mọi đấu trường chưa thể thắng, khiến những trận đấu tới đây sẽ lại căng thẳng. Trước mắt là hai chuyến hành quân xa nhà đầy trắc trở. Không biết ông có cách nào để giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần sau một chuỗi trận như thế này? Đó là chúng tôi phải có được điểm số. Khi mà những màn trình diễn đã tốt rồi, giống như những gì ở trước City hôm nay, tin tôi đi, đây đã là một trận mà City phải cảm thấy e dè. Nhưng để nói, chúng tôi muốn điểm nhưng đã không đạt được. Sau cùng thì trận đấu được quyết định trong vòng cấm địa. Chúng tôi đã phung phí quá nhiều pha bóng ngày hôm nay. Chúng tôi đã không đủ sắc sảo để chuyển hóa những cơ hội của mình. Đó là điều mà chúng tôi phải tiến bộ hơn. Chào Mikel, vẫn còn một trận chưa đá, nhưng giờ đã không còn ở ngôi đầu bảng nữa. Điều này có là vấn đề gì về mặt tâm lý cho ông không? Nhất là khả năng lấy lại ngôi đầu. Về mặt tâm lý thì vẫn là chặng đường dài, còn nhiều trận đấu nữa. Tôi đã nói ngay từ khi mùa giải bắt đầu, tôi đã nói thế 3 tháng trước đây và hôm nay vẫn vậy. Chuyện bận tâm ở đây là cho ngày mai và điều quan trọng nhất là chúng tôi ra sao ngày mai. Sự tập trung là thế, bởi vì ở những chuyện khác không thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào được.